đâu à, như là bằng cái con thứ ba mà đổ 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 chập luộc vậy vẫn cầm đàn hay nha, của hai da luôn rồi, cũng hai da luôn rồi, cô lớn kẹp đâu cho máu đâu, cô nhỏ kẹp cho máu mà nãy cho máu không giờ cho máu cô nhỏ cái hình trái tim nước này chắc ăn trễ chắc còn 11 giờ trễ gì nước này nó gì là nó cạn luôn rồi tới chiều luôn á gì á nó bị ướng hả ờ nó thích kép luôn rồi đi xe bổng gì mà dướng nó hoài vậy ba dạ. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Mới lộ qua một cái sông nước nhẹt Tà Le. Bữa nay mình đi theo hai cao thủ đi bắt cua nha. Thì bữa nay có bốn em đứng. Đây. Rồi chào tất cả mọi người nha. Do anh Phụng là đi qua rồi, hồi qua bắt được mười mấy con phải không? 12 con anh. Rồi Phụng với Vũ mình bữa nay đi theo hai cao thủ đây, cái cao thủ đằng kia kìa. Quên anh kia thì đi trước rồi. Bạn tên gì? Tại vì anh em cũng mới gặp. Là tên Tấn đúng không? Dạ dạ. Là bắt cua nay được bao nhiêu năm trong nghề rồi? Chắc cũng tầm chục hơn chục hả? Dạ. Vậy là cứng nghề đó. Thì còn mà ông đó không biết luồng đâu, tại vì anh em mình đang đi kiếm mà mới phát hiện một cái hang mà nó bỏ đi ra ngoài phải không? Có lẽ đi xuống chặt xuống thì nó lên nữa. Ờ. À, đây. Má con cua tụi lắm nhiều anh bối nè. Đây là cái dấu cẳn nè. Nó đi. Chết ba đi xuống này. Hả? Đi xuống này. Hồi nãy mới chọt vô hang là nó chắc nó đi ăn quá nước chút xuống dưới đây luôn mà. Hả? Vô lên cái xuống nè. Vô lên cái củ vô xuống mới nè. Nó chết mặt xuống nè. Ờ. Cua xuống rồi. Gì đang xuống phải không? Nè, nó bối lỗ lỗ luôn nè. Đây nó bối một lỗ lớn. Đây. Đi nãy giờ 10 cây số. Có cua vô nè. Kiếm được hang cua. Đây có dấu cua đi vô. Rồi, hoặc thử rồi có không? Cua dữ lắm rồi đó. Nãy giờ đi có chừng 10 cây số chứ mấy. Khó không? Rồi, có kèo. Ôi trời ơi. Mày hả? Hai lạng. Cái gì? Hai lạng hơn. Đầu giấu nè, cái giấu này phải không? Bụng dũng tay chân, cặp giò giờ nó hết nghe lời luôn. Thiệt không? Này bến của người ta hay gì? Không có, hai lạng, tự nhiên hai bến. Còn chắc em rồi đó. Hả? Còn chiên. Chiên hả? Nó sâu tới đâu vậy? Khúc à? Cạn mà. Chân chiên như đây. 3-4 tấc nè. Thọt đụng cạn đụng mai nữa. Đụng cùng mai luôn. Làm con nó lấy. Tại vì thọt lúc á, anh thọt á. Con cua nó đụng vô mai nè, nó sẽ vậy nè. Phập xuống. Kỹ nó ra. Chứ đây là kinh nghiệm. Mù. Kinh nghiệm mà mù. Mù con cua. Mù nó mù chứ. Mù nó cái mu ông bà ta xưa cái mu con mai là mai con rùa kỳ lắm ừ, cái mu nghe mà nghe từ phản cảm quá ha phản cảm mu là cái mu giọt nữa nè trời trời ơi con giọt hay lát nước gì là cái khu này giọt nhiều lắm khu này có giọt mà đi vô đây thì giác gì nổi mà mắt nó giọt thôi em lại anh yếu ơi em lại anh ở cái nằm trong gốc cây bởi vậy cái xác thì giác không nổi nãy giờ giác mấy chai nước mà đi tới nay cặp giò anh dung chứ không ý là em uống giảm tải cho anh này đó thì cái cua này phải đơn giản chen rồi chen vô nằm nó chọc vào tới còn ông nó không đang đi với làm sao ông đó sao em này bắt tay với em để con đầu chen đi nè cái gì vậy
chạy máu chưa? Chưa chưa. Chi hổ. Ăn của bánh nữa cái lô bắt đéo được. Đấy. Còn ngon nữa nè. Không có móc đâu có tay được chắc luôn. Cái này ở đây. Thăm cái ống bọng chưa? Chưa. Còn mình thấy kèo cũ không kèo vậy. Lớn nhỏ này em biết. Giam 2 giam. Là bằng cái chén, hai cái tô. Chảo. Anh kiếm mấy cái mù bự xíu rồi anh Bình. Thôi. Ở đây kiếm cua nữa kiếm nè. Chắc không. Ui. Được. Trúng hai lạng trời. Hay thiệt. Đây. Đây. Vô hả? Đực, 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 đực. Một con đầu tiên má hàng. Có lạc luôn nè, nó quăng lạc đây là đó thôi. Ngay luôn. Con lạc luôn á trời. Khỏe ghê nha. Nắng quá như vừa ừ nó đứt nắng được. Cầu thủ này chói nghe đẹp ghê không? Má của mình chói nhung hoàng người ta. Trong nghề khác còn ngoài nghề khác chứ. Có con cua bọn được luôn á. Rồi, mở hàng con đầu tiên. Ôi, đúng rồi. Hàng xíu mà cua cũng được. Được không? Hàng tính em tính ông cua con giam nữa chứ. Bà bằng mặn cua nãy không? Nhớ tí xíu. Nhớ chút. Đúng là cao thủ chọt vô là biết con cua mấy lạng rồi. Rồi. Đây nè, chạy lên nè. Đùa đó, ôi. Giờ máy đi. Cái bẫy ngon á em. Đừng bẫy không có cái này bắt đâu em ơi. Giờ máy á. Giờ máy á. Con này có hai con này hay chưa? Thôi có đỡ ăn xong rồi. Lần dưới. Cô nắng cố rồi. Cái có mà hả? Cô muốn hai da hả? Cứng lắm. Kệ đi. Có chồng, có chồng hơn cái giá. Còn nữa hả? Nổi lên vậy? Đâu? Nổi lên đó đó. À. Như là bắn cái con thứ ba mà đó 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 đó. Chập được rồi. Vặn lên. Thêm một con thứ ba. Nhà máy. Cỡ lần dưới. Một cái chắc luôn. Cái này xanh quá không biết chắc nữa. Được. Ê. Có xanh xanh đỏ đỏ vậy. Bự mà không có bự gan nhỏ. Nhỏ hay thấy bự chưa có hàng khủng. Bây giờ con cái đúng không? Con cái chiếm. Con cái bự dữ lắm. Đây mối này. Giáp quá trời nãy giờ anh em kiếm chưa thấy. Thôi này chắc luôn đây. Hả? Chắc luôn. Chắc luôn hả? Chắc là ngon rồi. Bao đục luôn. Bao sôi đèn thấy không? Bao sôi. Có gạch rồi bao sôi. Làm gạch cho bao sôi luôn. Có đây kìa móc xuống. Móc mà tính. Này cái cua nhỏ mà cầm nó đó ừ. Em bắt em cầm cho quá đuối nó ghê nó vừa nó quay cái càng ra này cua nhỏ không cua lớn nha cua lứa yếu quá nè sao không đụng luôn rồi có mà kẹt với nó mà. Ủa sao kỳ vậy? Cái lạng đâu vậy? Xác của trong luôn á. Cái lạng đâu hay trời. Đó. Đó đó đó. Nghe kẹt kẹt đó. Nó kẹp da máu nhỏ, con nó kẹp không chảy máu lớn. Yeah. Cua lớn kẹp đâu chảy máu đâu, cua nhỏ nó kẹp chảy máu mà. Nãy chảy máu không? Máu. Rồi chảy máu cua nhỏ. Chắc cua. Quan trọng là cái mu nó bự. Cua đâu mà nó lạng đâu mà hay trời. Không thấy luôn. Thôi, cua trời em. Đất ơi má ơi. Ờ đã nó cua em mà. Ba lửa luôn đó.
Trời ơi, hàng khủng nha. Cũng này. Này chắc lãng yếu. Trời. Má phải chứ tròn lãng hơn chứ ngày lãng yếu nữa. Anh Hiếu này kỳ thiệt ra. Trời, cua là cua cũng là lãng yếu. Cũng gì lãng. Má gùa thế nản được chứ. Cái con cua nó nằm múc trong cột lá. Bợ luôn. Này. Có chọn vô đụng chưa? Ừ, cho bắt đặt, nó múc luôn. Không đụng luôn kìa. Hả? Không đụng luôn kìa. Rồi. Cái gì xấu bà con? Không đụng luôn hả? Có hai ngang lận. Hai ngang luôn hả? Vậy là phải có hai ngang có chứ. Nằm con dẹp lên hết. Canh dưới rồi. Cái màng tốt nhất. Cái hàng đầu cùng cái gì tứ? Như hàng khó chắc bự. Hàng chằm chà bá luôn nó sợ rồi. Ừ. Ngoài không biết hàng xui rồi. Ừ. Một đạo thang nữa. Thôi sức nữa. Chặt cái cây luôn, vừa dễ vậy. Căng não con cua thiệt chứ. Không. Không phải ốc. Được rồi, cũng hết ăn hả? Khó ăn quá vậy ta. Khó ăn nó mắc tiền, dễ ăn nó đâu mắc. Đây có. Đỏ đỏ đó, phải dĩ trời ơi, hai hang phải con hang chứ. Nhưng cái chạp là lụm. Bò lên luôn hả? Ôi, bá lúa luôn. Ủa, bự bự bự. Ôi, này con này hai. Hai da mấy à? Bự hơn bự nhất con đàn. Hai da. Ủa, muốn hai da luôn rồi. Muốn hai da luôn rồi. Nãy thấy cái mu nó muốn ấy lên luôn rồi nè. Cớm rồi nè. Cớm rồi. Xèo rồi nè. Đây. Hai con nha mọi người. Ây da. Nè, cột được không? Đây. Để cao thủ. Để cao thủ Cà Mau cột. Đây cái xuống này nó dính rồi chết luôn. Lấy máu nghe coi. mới lấy nãy rồi con lạng yếu đó không thấy nha. Giờ dây đâu? Ờ lấy mấy cái dây sau lưng kìa. Lấy mấy dây dựng sau lưng kìa. Ba ông kia ông kêu mắc bà khía mà ông bị kẹp vào mũi chảy máu chảy tao nói tôm tao nói chảy mắc cười gần chết luôn. Bác bà khía mày bị kẹp vào mũi. Cái gì? Hả? Ông đưa lên, ông đưa lên vậy nè. Sao ông quặp được cái mũi? Bà khía nó hiền lắm mà. Gì? Bởi vậy mới nói. Nói chắc. Trong cua nó càng nó chạy dữ. Mùa này là mùa cua cặp với mùa hai da không? Ừ. Mùa hai da không này hai da nè. Ngon. Con này chắc dài bữa nó lột phải không? Dài bữa. Con này vô hang lột mà. Con này chắc tầm 3 da. Vậy mà nó có con một uống trời. Cua con được lột không giờ ông cặp cua cái. Hả? Cua lột cua lực cua lột không ở lại cua cái. Chỉ có cua cái lột cua được thôi. Dữ hả? Cách này tháng trước đi bắt cái bên ấy trời ngon thiệt. Hang nào cũng hai con, có hang ba con luôn. Trời cặp không đã chưa. Bữa qua em phục đi làm được cặp. Mà bữa đi bắt ở bên Long Hậu bánh sướng lắm, đi vòng vòng. Vậy giỡn giỡn sao được gãy gà luôn. Con này là con thứ mấy ta? Thứ năm. Con này ngon nhất nè. Con này là như là bự nhất. Mới năm con thì nhiều đâu. Yếu nhất là con lặn yếu, con vụng. Rồi, năm con lên đường tiếp. Phát hiện được một cái hang rắn bốn hới luôn. Ở đây là giống hổ mà ấy. Ủa lực, nó láng. Giờ chuyển qua bắt rắn luôn mà, có cua này thất bại. Bắt đất nè. Phải đập cái cục đàn này ra mới được. Theo mà vô không đây. Nó qua đây. Chưa ta vô, đục không nổi nữa. Nổi. Đang vô luồn ở đây rồi. Sẽ bắt không được sao? Đàn cứng quá. Giờ ôi muốn cùng mẹ rồi. Trời ơi. Ở đây đâu còn hang nữa đâu. Không chỉ nó chen vô kia cho anh Bình. Không có chen được đâu. Ôi thua anh Bình ơi. Nó là khoai cái lỗ bóng chứ. Trời ơi trời. Đó thằng bự nè. Kỳ ta. Xin lỗi anh Bình chứ anh đen quá anh Bình ơi. Đó, nó đâu còn hang, nó chen vô nó bự. Nó giống là đất trên ấy rồi.
rồi đi ngoài luôn rồi. Bé thành quả của bên em mình đi bữa nay cũng rụng tay chân được 5 con cũng giòn giòn chứ không có được bự đi. Thì bây giờ mình sẽ đi 4 tiếng theo, 5 tiếng hồi 9 giờ bây giờ là 3 giờ 5 6 tiếng đồng hồ đó thì bây giờ Phụng mất công chuyện về mình sẽ đi theo Tấn đi thêm bắt thêm một cái ổ ong với lại có một cái hang cua gần đó không biết có không giờ bây giờ thành quả thì bữa nay được 5 con đúng không. Rồi, em xin tạm dừng cuộc chơi trước anh em hiểu. Rồi, rồi chào các mọi người nha. Giờ chỉ còn có hai anh em đi thấy rồi ông ông. Trời ơi, cái ổ hết hồn vậy. Hả? Cua bắt hả? Ừ. Ôi, giấu hết rồi. Trời ơi, cái ổ. Nó hồi cái ổ gì mà hết hồn trời. Còn đi bắt rồi. Đi bắt hả? Dạ. Nay tính lợi bắt con cua này ở trong hang mà bị người ta bắt rồi, như lấy ổn không? Ok, lấy ổn không cũng được. À, để quay cái ổn không cái sáng chút xíu. Đây, cái ổn không nè, cú hồn nè. Bị nghe cái ánh nắng mặt trời đó kìa. Ôi ơi, như cái hình trái tim nè trời. Quá trời bự như cái hình trái tim nè. Quá trời trời ổn. Bác ở cả nhà ơi, để anh Hiếu anh không có đồ chùm mặt nên anh Hiếu đi ra. Không có dao, không có bọng luôn. Đi bắt cua, không có tình dao bọng gì hết. Giờ đi về ngang đây thăm luôn cả nhà. Đây, ổ ong này cả nhà. Đó, khá là lớn luôn. Chạy kèo nữa nha ơi. Quá trời nó kêu giống như rất nhiều ít đây này cả nhà đó mình sẽ có mặt cả nhà không biết nhiều ít đây này bên đây này cả nhà chạy kẹt giá nha ở đây cũng lãi con rồi bị đi tính sẽ kẹt thôi nha cả nhà. Rồi anh em mình vừa bắt cái ổn ong ra mà cái này bị già quá không tức bắt trễ quá phải không? Lỡ hết cháo rồi. Cái tàn chạp bá lửa luôn nè. Rồi cục mặt thì hồi nãy nói anh sĩ không tới đâu, cái này chừng chút xíu à. Nè. Già quá rồi. Bữa nay đúng là thu cana, hồi qua thì Tấn với Phụng đi bắt được 12 con cua, toàn là bự không à. Gặp được ổn ong nữa tiếp. Phải không? Gặp được ổn ong nữa. Giờ Phụng mới dụ bữa nay mình đi.
để theo Tấn với lại có ông kia nữa thì ông về rồi, ông kia là bắt ong. Mà bữa nay đúng là Sukana bắt toàn được 5 con cua nhỏ, rồi thêm 3 cái hàng rắn nữa, rắn lưới luôn, rắn lư luôn, là tính 90% mà nằm trong chút cuộc rắn không ở luôn. Giờ tới gần cuối cùng bắt ổ ong này tính là gỡ gạt nữa lít xị rồi chút cuộc không được một xị luôn. Thì chung là mình với Tấn này cũng mới có quen là nói chung bữa nay thôi, được Tấn dẫn đi bắt cua, nhưng mà nói chung là cũng nói chung là có cua nhưng không được nhiều. Nói chung là mình săn bắt mà hên xui chứ không phải là mình đi là có. Nói chung là săn bắt này cái bữa thì trúng, bữa thất nhiều qua trúng, bữa nay thất này. Thì của Tấn có làm cái kênh gì Tấn? Tấn Cần Giờ TV. Tấn cũng có làm một cái kênh Tấn Cần Giờ TV thì cũng mới làm up được mười mấy clip hả? 17 clip. 17 clip là chuyên về gì? Cua. Bắt cua đó, thì mọi người có xem được thì qua ủng hộ như Tấn Cần Giờ TV phải không? Dạ. Chuyên về bắt cua với lại bắt ong, thì mọi người cứ yêu mến và ủng hộ như Tấn nha. Rồi thì anh em mình sẽ xin dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Chào cả nhà luôn nha.